Ngoài chức năng chính là xem giờ, thông qua chiếc đồng hồ đeo tay, chúng ta còn có thể xem thứ, ngày trong tuần, tháng hay chu kỳ mặt trăng. Có rất nhiều loại lịch hiển thị trên bề mặt đồng hồ, từ đơn giản như lịch ngày tới cực kỳ phức tạp như lịch vạn niên, lịch thường niên. Trong video lần này, X-Channel sẽ lần lượt khám phá top 6 loại lịch phổ biến hiển thị trên đồng hồ đeo tay. Hãy cùng theo dõi nhé! Nếu là fan của đồng hồ cơ học, chắc hẳn anh em đã quá quen thuộc với ô cửa lịch ngày, là loại lịch đồng hồ cơ bản và phổ biến nhất. Lịch ngày thường được hiển thị qua một ô cửa sổ hoặc có kim chỉ ngày riêng. Lịch ngày hoạt động theo sự vận hành của bánh xe lịch ngày, chạy từ ngày 1 đến ngày 31, với các tháng ít hơn 31 ngày như tháng 2 chỉ có 28 ngày, thì người dùng phải tự chỉnh lại lịch bằng tay. Trung bình mỗi năm có 5 lần chỉnh vào các tháng 2, 4, 6, 9 và 11. Nhờ sự thiết thực và phổ biến, lịch này trở nên vô cùng quen thuộc với giới bộ điệu và có tới 40 thể khác nhau, cụ thể là: đầu tiên là Date Window, là loại lịch sử dụng một đĩa tròn in lần lượt từ 1 đến 31 và nhảy lịch vào lúc nửa đêm. Đại diện tiêu biểu của Date Window có thể kể đến biểu tượng Rolex Datejust nổi tiếng. Tiếp đó là Big Date, gồm hai đĩa quay có hai đơn vị số khác biệt, hàng chục và hàng đơn vị, được thiết kế nằm cạnh nhau giúp người dùng quan sát rõ hơn. Khác với cơ chế của đồng hồ thông thường, cơ chế của Big Date sẽ khiến số hiển thị ngày nhảy sang ngày mới ngay lập tức khi đồng hồ điểm 12 giờ, nhanh hơn hẳn Date Window. Thường xuất hiện ở mẫu đồng hồ cổ điển, Pointer Date là loại lịch sử dụng một cây kim dài được đặt cùng vị trí với bộ kim giờ, phút, giây ở trung tâm, chỉ ngày qua vòng tròn in số từ 1 đến 31. Đặc điểm nhận dạng của kim này là phía đầu có gắn biểu tượng trăng lưỡi liềm sơn đỏ hoặc sơn xanh nổi bật. Một loại lịch ngày khác ít phổ biến hơn là Subsidiary Date, biểu diễn lịch ngày qua một bộ đếm riêng biệt có kim riêng để chỉ các ngày trong tháng. Lịch thứ ngày, Day Date. Day Date là một trong những loại lịch thịnh hành trong giới đồng hồ cao cấp. Tiêu biểu có thể kể đến những bộ sưu tập nổi tiếng thịnh hành cơ chế này như Rolex Day Date, Tudor Grandmoor, Omega Seamaster. Với cơ chế hiển thị lịch thứ ngày trên cùng một mặt số, Day Date cho phép người dùng biết được lịch ngày và thứ ngay thời điểm hiện tại. Tùy theo thiết kế của đồng hồ mà hai ô lịch có thể nằm cạnh nhau ở bên phải mặt đồng hồ, thường là góc 3 giờ, hoặc ô lịch thứ được đặt phía trên ô lịch ngày. Lịch đồng hồ 3 chức năng hoàn thiện, Triple Calendar. Một loại lịch phát triển hơn so với lịch thứ ngày là lịch 3 chức năng hoàn thiện, Triple Calendar, vì nó có thể hiển thị được thứ ngày tháng trong năm. Nếu được bổ sung thêm lịch Moon Phase thì Triple Calendar sẽ trở thành một bộ lịch hoàn chỉnh với đầy đủ các chức năng cao cấp cho đồng hồ đeo tay, khi cùng lúc cho người xem biết lịch thứ, ngày, tháng theo năm dương lịch và chu kỳ mặt trăng để tính âm lịch. Lịch tuần trăng Moon Phase. Nhắc đến lịch Moon Phase, hẳn là anh em đã quen với ô cửa sổ bán nguyệt có hình tượng mặt trăng và những vì sao vàng nổi bật trên nền xanh navy đậm ở mặt số, đầy thơ mộng và bắt mắt. Mô phỏng chu kỳ hoạt động của mặt trăng, lịch Moon Phase giúp chúng ta xác định được lịch âm và những ngày trăng tròn. Lịch Moon Phase có thể hoạt động chính xác lên đến 122 năm, tức là hết 122 năm người dùng mới cần điều chỉnh lại. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì chu kỳ mặt trăng thực tế là 29,53 ngày, chênh lệch với chu kỳ mặt trăng trên đồng hồ là 29,5 ngày, một khoảng rất nhỏ, chỉ là 0,03 ngày. Được giới mẫu điệu ưa chuộng bởi thiết kế đẹp mắt, sinh động, ngoài giá trị thẩm mỹ, lịch Moon Phase còn phù hợp với những người quan tâm đến âm lịch và yêu thích bộ môn thiên văn học. Lịch thường niên Annual Calendar. Cao cấp hơn lịch Moon Phase là lịch thường niên Annual Calendar. Loại lịch này cho phép chiếc đồng hồ có thể nhận biết chính xác ngày của các tháng, phân biệt được tháng nào có 30 và 31 ngày mà không cần phải điều chỉnh lại nhiều như lịch Date. Vì vậy, người dùng chỉ cần điều chỉnh đồng hồ 4 năm một lần vào ngày cuối của tháng 2 năm nhuận. Lý do là bởi tính năng Annual Calendar luôn mặc định tháng 2 có 28 ngày và không thể nhận biết được năm nhuận có 29 ngày nên sẽ nhảy vào ngày 28 tháng 2 sang ngày 1 tháng 3. Được xếp vào top những cơ chế phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao và người thực hiện là các nghệ nhân nên những mẫu đồng hồ đeo tay có lịch thường niên thường khá đắt tiền. Trong giới đồng hồ cao cấp, có thể kể đến những thương hiệu thịnh hành loại đồng hồ này như Patek Philippe, Vacheron Constantin, Allau & Chant, Breguet. Lịch vạn niên Perpetual Calendar được giới chuyên môn bình chọn là loại lịch đồng hồ đeo tay phức tạp nhất, cầu kỳ nhất hiện nay. Lịch Perpetual Calendar hay còn gọi là lịch vạn niên là một trong những chức năng cao cấp nhất ngành đồng hồ cơ khí. Để chế tạo thành công tính năng này đòi hỏi quá trình chế tạo hết sức cầu kỳ, tinh xảo, được thực hiện bởi các bậc thầy trong ngành đồng hồ. Được xếp ngang hàng với tinh hoa của giới chế tác là Tourbillon Minute Repeater, cơ chế lịch vạn niên cho phép đồng hồ có thể tự nhận biết và tự điều chỉnh thứ, ngày, tháng, tuần trăng trong một năm cực kỳ chính xác, kể cả những tháng có 28 hoặc 29 ngày
Ngoài ra, chúng ta còn có thể biết được năm nhuận được thể hiện qua bộ hiển thị Leap Year xuất hiện 4 năm một lần. Sở hữu khả năng nhớ đáng kinh ngạc hơn 1.461 ngày. Việc điều chỉnh cơ chế này chỉ diễn ra duy nhất một lần trong vòng 100 năm vì lịch vạn niên là một tính năng phức tạp nên người sử dụng loại đồng hồ này buộc phải sử dụng các hộp xoay đồng hồ. Phòng khi không đeo thì bộ máy này vẫn được cung cấp năng lượng để vận hành một cách chính xác. Như vậy, X-Channel đã cùng anh em khám phá top 6 loại lịch phổ biến trên đồng hồ đeo tay. Nếu anh em thấy video này thú vị, đừng quên ấn like để ủng hộ team X-Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi.